trứng xanh lè luôn. Chín này, chín này. Vàng mà. Hồi nó ngủ chín nó vàng. Này, nó đang nóng. Chín này, này là đúng là sam, là chín gốc luôn nha. Sam biển. Này là sam ngoài biển nha, không phải trong vuông nha. Sao nằm hết mất cơm xíu. Là bao ăn luôn đó. Mấy cái món này là cái món biển mà dùng biển mà đúng không? Hay nước đuôi đây, tại nước đuôi thôi chứ thật sự là hai con sam nó vô. Đây sam 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 biển nha các bạn, sam cái dàm á. Bán con lại 5. Đây đây đây. Đây là chủ sam nè. Để bao ăn luôn nha. Chủ sam nha. Đây chủ sam. Bao ăn. Dạ dạ sam cái quả trời thơm này. Trời ơi, chủ con đó để bao nướng luôn. Con vậy đó. Không ăn được không đi. Trước thôi, sau thứ một em à, gà nhỏ thôi cả giường quá nó cháy luôn, lòng em như trái chín cây bắt nó phì lên, nó phì lên thôi. Chứ quan trọng là mình đây thôi nha mình. Hello anh quay, chào mừng các bạn đến với channel chở những game của Lĩnh Tệ Vlog ha. Thì hôm nay là chủ ghe nè, nó sẽ ăn con sam nè. Anh đi, nước mực à, nước mực, nước mực à, nước mực nó kìa, nước mực nè, thước mực, thước có con mực trà bá nạnh luôn nè anh, mực thước nha, mực thước, thước cá đôi vàm người có này gì ta, có khô mực luôn nha. Đó con bò đây, con bò luôn, cứ xài nữa nha. Ăn miếng coi, ăn miếng sam coi. Rồi đó, mày đắp bóc ra rồi xong mày múc cho người từng muỗng, muỗng cho người ta ăn rồi. Bù rồi xanh lè luôn kìa. Đó anh em thấy không anh em? Giờ mày giơ lên cho anh Lĩnh quay coi. Sam chưa chết. Trứng xanh lè luôn. Trứng vàng mà. Hồi nó ngủ chín nè anh em. Nó đang nóng. Chín này là đúng là sam, là chín gốc luôn nha. Sam biển. Này là sam ngoài biển nha, không phải trong vuông nha. Sao nằm hết mất cơm xíu. Là bao ăn luôn đó. Bây giờ em tin ông hồi nó xanh đúng không? Hồi để nó nguội chút xíu vàng nè. Vậy đó. Ông ăn thử rồi. Hết nè. Giờ nữa. Giờ có ăn hả? Ăn đi chứ. Hả? Ăn đi. Tự tách dây đó. Đây các bạn coi nè, người con gái trong bàn ăn đầu tiên luôn nè, đang coi nè, 1, 2, 3 8 thằng người không dám ăn mà có người phụ nữ ăn nè đó. Các bạn tôi nhớ ủng hộ kênh mình nhé. Lóc mà Lĩnh phệ, phải có chữ phệ mới được. Ngon không? Ừ. Ngon hả? À, cảm nghĩ đi. Cảm nghĩ đi. Ngon quá trời ngon. Được rồi. Quá trời ngon. Các bạn ơi, các bạn ơi, quá ngon quá trời ngon. Nên gặp luôn. Mấy má ơi, ngon quá trời ngon nè mấy má. Cái này nó cảm nghĩ khi ăn cái trứng sam này. Chắc không ai ăn đâu. Để tôi cảm nhận. À, cảm nhận. Dính tay dính. Cảm nhận. Bỏ em ra. À, anh lấy được cái gốc gì? À, có gốc rồi. Thơm. Ừ. Béo. Béo ngậy. Béo ngậy. Ừ, béo ngậy. Rồi hả? Vậy nữa. Nó đi. Muỗng nữa. Em ăn không? Thử muỗng nữa mới béo ngậy thôi. Thử muỗng nữa. Đó giờ không có ăn. Thôi, thà nói đó giờ không ăn đi, còn nói cuốc ăn cậu không dám ăn. Nó cái gì? Thằng bị không không. Rồi. Khoan, đến đây. Nó cái gì vậy? Thơm lắm nha, thơm lắm nha. Vô. Nói cái gì coi? Không ơi, cuốn lại em sao? Gì? Nói gì vậy ông nội? Mày nói cái gì coi? Để kê. Trời ơi, coi Sam có 5 phút nữa coi có hiện tượng gì không nha. Nó mà tự ra gì? Nói cái gì coi?
Cảm nhận ơi, cảm nhận ơi, cảm nhận chiến xa đó. Cảm nhận tôi giờ đang ăn sam. Đừng nói tê lưỡi, không nói tê lưỡi mạnh cái kinh tôi. Đây, lưỡi tôi đang tê tê. Bảy. Ăn thêm miếng nữa. Cái vô nó hết tê. Vô nè. Vỏ vàng. Thiệt là tôi. Hết tê rồi, uống bia. Đeo tử ra chưa? Nóng quá tê. Cái rồi. Đấy, gục ra. Còn cái này là đừng ai gấp tới cái gì này. Không qua sáng lại ăn xanh nè. Ủa sao tôi thấy con này ăn thấy nhỉ? nó tươi hơn con hàng hơn con hổ mẹ. Ừ. Không biết là nước cái này à. Nó vàng rồi nè, thấy không? Thấy không? Vàng rồi nè. Không. Đây nếu sao nóng quá nó xanh đó. Còn mà em đấy nguội xíu là con nó trứng nó vàng lại. Đây là bao trứng luôn nè. Theo trứng mình ơi. Cho chủ kênh. Chủ YouTube mình đẩy ra. Chủ kênh, bữa nay tao có kênh, bữa nay chủ kênh. Nè mà chú Kinh khỏi quay không quay kinh. Đây là video cuối cùng của chú Kinh. Chết mẹ. Mà mỗi lần nhậu ăn sao lần nào cũng nói chuyện chết vậy vậy. Chục lần luôn, chục lần luôn. Cũng không có trứng nhiều luôn nha. Cuối cùng rồi à, không còn được nữa. Chết nó không còn nhất lên nha. Ngon quá. Chắc là không ai ăn mấy này đâu. Thế đâu không có. Ủa đang ăn sầu riêng cái gì? Hai mình tết giống hệt sầu riêng. À, đây là thằng em cũng như bạn của mình ha anh em. Nó đang ăn tép sầu riêng. Cạnh. Nó đang lấy hai cành mồng nè. Chị bệnh đá dầm. Ừ. Nói cái chỗ đó không muốn ăn gì vậy thôi.